Hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần rồi đó các bạn, cho nên là Trâm nghĩ mình cũng nên bỏ cái bếp mình xuống và mình đi ra đi shopping mua đồ nha các bạn. Và hôm nay Trâm đọc được tin tức thì Trâm thấy ở một cái trung tâm mua sắm á, họ có biểu diễn một cái show nhỏ thôi về biểu diễn thời trang, về quần áo cũng như là nữ trang cho mùa xuân và mùa hè. Thì hôm nay các bạn đi cùng Trâm nha. Trâm hy vọng là các bạn có những giây phút thật là thư giãn sau một tuần mình vừa làm việc cực khổ và phải vào bếp nấu ăn cũng rất là mệt mỏi rồi. Trâm mến chúc các bạn có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, và Trâm hy vọng là cái video này sẽ mang lại một chút xíu gì đó niềm vui cho các bạn. Trâm xin chào. Và hôm nay Trâm sẽ đi trung tâm mua sắm Stand Center nằm bên ngoài thủ đô Berlin, khoảng tầm 20 phút lái xe. Nơi mà Trâm đang đứng là một cái shop của có hiệu tên là Dulles, và đây là thiên đường để dành cho các bạn nào mà thích trang điểm nè, và cũng như là dầu thơm nè, rất là nhiều nha các bạn. Và hôm nay đang giảm giá 15%. Trâm sẽ quay cho các bạn xem như thế nào nha. Giá cả thì đương nhiên hàng hiệu thì rất là cao rồi nha các bạn, nhưng mà bạn có thể kiếm hiệu nào cũng có ở trong cái shop này hết. Bây giờ Trâm qua shop bán giày để Trâm mua một đôi giày, bởi vì mùa đông á, thì mình phải mang giày mùa đông á các bạn. Bây giờ thời tiết đã ấm rồi, mình phải chuyển mình phải mang đôi giày mỏng hơn hoặc là loại giày mùa hè. Bây giờ Trâm đi vào siêu thị điện máy của Media Mart nha. Đây là máy hiệu Philips nè các bạn, để làm cà phê nè, nấu cà phê nè. Còn đây là cái máy làm bánh mì tự động nè, có tới 5 công đoạn. Đây không phải là bằng nhựa đâu mà là bằng kiếng, bằng glass. Còn đây là máy của Philips nè các bạn. Đây là để mà mình nước ép á, Ansaft của Philips. 140 euro đây nè. Cái máy nó vậy. Đây số bậc, số 1, số 0, số 2. Thì mình bỏ trái cây vào đây nè, mình ép, nước sẽ chảy ra đây, sáp sẽ vào trong này. Wow, máy này xịn ghê. Bạn nào là tín đồ của trái cây hoặc là nước ép trái cây hoặc là detox, mình nghĩ là mua cái máy này là ngon lành luôn á. 140 euro. Còn đây là máy Kitchen S hiệu Asan, giá 340 euro. Gần 5 lít, 4,8 lít. Cái máy này nó có chức năng, 3 cái chức năng, đó là trộn bột và dùng để quết mà Trâm hay thường dùng á. Và có cái lồng này nè các bạn, mình để đánh trứng. Nó màu đỏ và màu bạc. Đây là mấy cái loại máy Kitchen S mà Trâm quay cho các bạn coi, đủ các hiệu. Đây là màu đỏ nè, giá 445 euro. Nó có tới 5 màu, 6 màu luôn, trắng, hồng, đỏ, xanh lá, xám, đen. Và những bộ phận đi kèm thêm mà các bạn có thể mua nữa đó. Để thì mình mua cái này nè, để xay rau củ. 3 loại cắt, thêm 67, 68 euro. Còn cái này thì các bạn có thể xay thịt, thêm 45 euro. Đây nó như thế này nè, bỏ thịt vô xay. Còn cái này thì là cái thau trộn á, mà nó làm bằng ceramic, là bằng sành sứ à. Còn đây là máy hiệu Philips mà mình thường sử dụng trong bếp. Màu trắng thì nó rẻ tiền hơn màu đen, bởi vì nó chỉ có 3 chức năng là trộn bột nè, và đánh bông sữa tươi để mà mình uống chung với lại cà phê cappuccino hoặc là latte đó các bạn. Còn đây là máy màu đen, có giá cao hơn đến 86 euro, bởi vì nó có rất là nhiều chức năng và có thêm rất là nhiều phụ kiện đi kèm. Gồm có 28 chức năng, trên 28 chức năng và 28 bộ phận sử dụng ở trong này. Để ép nước trái cây nè, cắt nhỏ nè, trộn kem nè, cắt nè, trộn bột nè, đó, mài sô-cô-la nè, cắt format nè. Còn cái máy này là của hãng Vmf. Còn mấy loại này là loại stand mixer nè, loại nhỏ. Rất là nhiều hiệu nha các. Philips, Vmf. Của Philips á, thì nó bằng nhựa nha. Còn của VMF thì nó bằng kiếng, glass. Đây là mấy cái máy nướng nè, mình ép bánh mì mình nướng vào, hoặc là thịt đó mình ép lại mình nướng. Đây là của Vmf nè. Làm cái làm bánh, đổ bánh á, bánh kẹp. Này làm sandwich. Còn cái này của Tefal, hiệu Tefal nè. Còn khu vực này là mấy cái start mixer. Và có khi các bạn có em bé đó, mình mua, mình sử dụng cái này để mình mix rồi. Loại nhỏ, cầm tay thôi. Ngày xưa con của Trâm còn nhỏ, Trâm mua cái này nè. Khi mà Trâm nấu cháo xong á, thì mình sẽ dùng cái này nè các bạn. Cái đầu này nè, mình nhấn ở đây nè. Nè, đây là cái nút nè. Bấm một cái thì cái này nó chạy. Để xay cho cháo, rau củ quả nó nhuyễn ra đó. Mà giá cũng rẻ nữa. Tùy theo hiệu, hiệu Siemens thì gần 17 euro. Hiệu Oker 17. Hiệu Braun là mắc lắm, 30 euro lận. 30 euro là bởi vì ngay cái chỗ này nè các bạn, nó là metal inox đó. Rất là tốt. Thì cái chỗ của Siemens cũng tốt, nhưng mà nó loại nhựa cũng là loại nhựa đặc biệt, chịu nhiệt rất là tốt luôn. Và cái máy chạy tới 300W lận. Còn Braun mắc hơn đó là bởi vì cái công suất nó tới 450W, rất là mạnh nè. Hàng Braun rất là đẹp. Vmf cũng là một hàng rất là tốt và có tên tuổi luôn đó các bạn, của Đức đó. Loại lớn nè, tới 1000W luôn nè, của Braun nè, tới 103 euro. Rất là nặng nè. Rất là nặng và chắc chắn luôn á. Hôm nay Trâm thấy hãng Gründich cũng là hãng rất là tốt nè. 40 euro nó giảm giá từ 65 euro. Cái này nè các bạn, để mình làm bánh bông lan á. Đây nè, thay vì mình cầm tay ha, cầm tay cũng được nè, đó. Thì mình để vào đây mình đánh, nó rất là tiện luôn nè. Wow. 425W. Nó tiện cho các bạn nào mà tay yếu á, hoặc là các cô chú bác lớn tuổi mà muốn làm bánh á, thì mình dùng cái máy này rất là tiện. Một bộ này. Đồ đánh nè. Đánh mixer nè. Nghĩ nếu mà mình làm bánh bông lan á, hoặc là nấu ăn mà mình cần công thức cho nó chính xác á, thì các bạn nên sắm một cái cân điện tử như vậy nè các bạn. Đó. Nhiều loại lắm. Ở đây thì loại boiler này chỉ có gần 14 euro thôi. Rất là nhỏ. Sức của nó chịu được là 3 kg thôi. Đây nữa nè, các bạn có thể đây nè, cái máy cân nè, với lại cái thau. Rất là nhiều mẫu. Đây cũng là bàn cân đó, cân bột, cân đường. 17 euro thôi. Braun là cái hãng có tiếng tăm lắm, của kỹ thuật, bảo đảm của nước Đức. cho nên giá mình thấy lúc nào cũng cao hơn các hiệu khác. Cái này để đánh, và nó có luôn cả trong đây nè, máy đánh trứng nè ha, trộn nè, cát nhỏ nè, cái này nữa nè, thì tới 52 euro. Còn của Philips nè, máy đánh trứng nè, trộn nè, máy xay nhỏ nè, bên trong luôn nè, và máy trộn nè, xoắn nè, 81 euro và 750W. Kenwood nữa nè, Tefal nữa nè. Còn đây là cái máy mà Trâm thấy mới nhất mà thông thường của người Đức hiện nay họ đang xài khi mà họ ăn salad đó các bạn. Họ ăn ở chế độ ăn kiêng á, thì họ ăn toàn trái cây không à. Thì nè, đây là chức năng cuộn như vậy nè các bạn, xoay, khi mà bật máy lên nó xoay tròn thì cái trái cây á, hoặc là củ rau quả, đặc biệt giống như là trái bắp ngò đi, trái bắp ngô á, hoặc là cà rốt, thì nó sẽ xoay thành giống như sợi mì vậy nè. Bạn coi, đây nè, cái lỗ này ha. Khi mà nó xoay vòng tròn thì nó cuộn ra nè. Nó thành giống như là sợi mì spaghetti gì đó. Giá 50 euro, 200W. Hoặc là của Vmf cũng có luôn nè. Nhưng mà Vmf thì mắc hơn. Giá tới 66 euro lận. Trong bếp thì mình nghĩ xài cái mút Linux cũng tạm ổn lắm các bạn, rất là bền luôn. Còn nếu có tiền một chút thì các bạn xài hàng hiệu nè. Ý Trâm nói cái máy đó khi mà nó xoay nè đó, nó cuộn ra cái củ cà rốt đó, nó sẽ cắt ra như vậy nè, rồi sau đó mình sẽ làm salad spaghetti á. Đây là cái nồi hấp nè các bạn, của hãng Philips, công suất là 900W, giá 65 euro. Nó XXL, 1, 2, 3 tầng, rất là nhiều. Các bạn dùng để hấp nè, hấp tầng 1, tầng 2, tầng 3. Nếu mà nhà mình rộng rãi, cái bếp rộng á, và mình cũng có tiền á, thì mình sắm từng cái như vậy nè, thì trong bếp mình nó có đầy đủ ha. Còn đây là hai Luftfritter, gọi là Airfryer đó. Một ký tư, gần 1,5 kg, giá 240 euro. Thỉnh thoảng thì nó cũng sẽ có giảm giá đó các bạn. Nếu mình thích thì mình chờ nó giảm giá một tí. Nè, cái máy nó như vậy. Tại Trâm không mua cái máy này bởi vì các bạn biết tại sao không? Trâm thấy nó vẫn nhỏ lắm các bạn. Mỗi lần mình làm á, thì chỉ được có một con gà nướng thôi. Còn khi mình nướng gà đó thì mình phải có ăn với lại khoai tây chiên. Thì khi nướng gà xong thì mình mới chiên khoai tây đó. Còn cái lò nướng to kia đó thì mình nướng được vừa gà vừa khoai tây luôn, đúng không? Là hai lúc. Đây là kỹ thuật mới để mà mình chiên bớt dầu mỡ á. Còn đây là loại lọc nước nè, Wasserfilter. Nó tới 3,5 lít. Các bạn có thấy anh chồng người Đức không? Phải trông con để vợ đi shopping đó các bạn.